Rồi, hello, xin chào tất cả anh chị cô chú. Chiều hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2024 thì bên Điện Thoại Ngọc Sương cũng sẽ ra clip mới ha. Giới thiệu cho anh chị một số cái mã máy thanh lý như anh chị như là Oppo, Realme, Samsung, Vivo. Giá thì cũng tầm trung giá học sinh thôi nha mọi người. Tầm khoảng 900 cho đến dưới 4 triệu ha. Thì anh chị cứ xem được con nào mà cảm thấy được hợp lý là mình liên hệ trực tiếp cho em ha. Và số điện thoại là 0879182796 nha anh chị. Số Zalo cũng là số này luôn. Và địa chỉ ở bên em là số 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ha. Mình có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem máy nếu ở gần nha. Còn ở xa thì bên em sẽ ship code toàn quốc cho anh chị. Thì anh chị lưu ý em là bên em bán là đơn hàng từ 2 triệu trở lên thì bên em sẽ bao ship nha. Còn đơn hàng mà dưới 2 triệu là phí ship khách hàng tự trả nha anh chị. Khách hàng mua hàng bên em là được kiểm tra hàng nha, test máy thoải mái, rất thanh toán nha. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là mã số 1 nha anh chị. Mã số 1 thì hôm nay em có dòng máy Oppo APS này, có hai màu, màu này là màu hồng phấn và màu đỏ nha anh chị. Màu đỏ thì RAM hai bộ nhớ là 16 GB ha, RAM hai bộ nhớ 16 GB. Pin cũng nói là 4025D, con này giá bán cho anh chị ngàn, cho anh chị là 900 ngàn nha. Con màu đỏ là 900 ngàn, RAM hai bộ nhớ 16 GB nha, full chức năng tất cả. Còn con màu hồng này là RAM ba bộ nhớ 32 GB nha anh chị. Đó, con màu hồng là giá bán 1 triệu nha. Mình thích con màu đỏ thì mình lấy con màu đỏ nha anh chị, con đỏ giá 900 và con màu hồng là giá 1 triệu ha. Rồi em có đánh số thứ tự nha, anh chị có đánh số thứ tự từ mã 1 đến mã 31 ha. Rồi mã số 2 là dòng máy Samsung mà, đây là Samsung A10 nè. Samsung A10 thì em có bản màu đen này, màu đen nha anh chị, con này RAM hai bộ nhớ là 32 GB nè. Màn hình 6.6.2 inch á. Màn hình 6.2 inch nha anh chị. RAM thì RAM RAM hai bộ nhớ 16, RAM hai bộ nhớ 32 GB, con này giá bán cho anh chị là 900 ngàn nha. Đó. Samsung A10 nha anh chị, Samsung A10 giá 900 ngàn cho mình ha. Đó, có tặng bộ sạc ốp lưng và dàn cương lực đầy đủ cho anh chị. Mã số 2 là giá 900 ngàn này. Rồi tiếp tục qua mã số 3 ạ. Mã số 3 là dòng máy Oppo nha anh chị. Đây là Oppo A5s nè. Oppo A5s bản màu đỏ, con này em để là giá cho anh chị là 1 triệu 2 nha. Oppo A5s là RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Pin con này là 4025 mAh. Đó, màn hình 6.2 inch nha, full chức năng, con này giá bán cho anh chị là 1 triệu 2 đi ha. 1 triệu 2 cho dòng máy Oppo A5s, mã số 3 là 1 triệu 2 nè. Đó, màu đỏ nha anh chị. Rồi tiếp tục mã số 4. Mã số 4 là dòng máy Redmi. Đây là Redmi 9A nha, Redmi 9A con này RAM hai bộ nhớ 32 GB. Con này được cái là pin trâu nha anh chị, pin trâu và màn hình lớn nè. Rồi em sẽ update con này xíu nha anh chị. Con này mới reset máy lại nè, update lại xíu nha. RAM hai bộ nhớ 32 GB, màn hình 6.5 inch, con này giá bán cho anh chị mình là 1 triệu chẵn nha. Redmi 9A giá 1 triệu chẵn. Đó, sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ. Con này là màu xanh xám nha anh chị, màu xanh xám là mốt giá 1 triệu chẵn cho anh chị á. Rồi mã số 5 là dòng máy Redmi 8 này. Redmi 8 bản màu đỏ đô nha anh chị, màu đỏ đô. Con này hình thức của nó còn 95% ha, máy đẹp. Đó, RAM 3 bộ nhớ, không, con này RAM 4 chứ nha anh chị, RAM 4 bộ nhớ số 4 GB nè. Đó, tên thiết bị là Redmi 8, RAM 4 bộ nhớ số 4 GB nha, pin của nó là 5000 mAh. Con này có hỗ trợ sạc nhanh cho mọi người ha. Giá bán cho anh chị là 1 triệu tư ạ. Redmi 8 mã số 5 là 1 triệu tư nè. Rồi tiếp tục qua mã số 6. Mã số 6 là dòng máy Oppo A12. Màu này là màu xanh nha anh chị, màu xanh dương ha, màu xanh dương. RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Oppo A12 ạ, màn hình con này 6.2 inch. RAM 3 bộ nhớ 32 GB, con này giá bán cho anh chị là 1 triệu 2 nha. Đó, Oppo A12 là giá 1 triệu 2, con này cũng full chức năng nha anh chị, tặng đầy đủ phụ kiện cho anh chị. Mã số 6 là 1 triệu 2 ạ. Rồi tiếp theo qua mã số 7. Mã số 7 là dòng máy Samsung A03. Samsung A03 thì em có bản màu này là màu màu đen nha anh chị, màu đen, con này màn hình 6.5 inch, pin thì 5000 mAh nha. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Màn sáng đẹp nha anh chị, màn sáng đẹp, con này giá bán cho anh chị là 1 triệu 4 ha. Phiên bản Android 13 chấm này. Galaxy A03 nha anh chị, Galaxy A03 giá 1 triệu 4 cho mình ha, 1 triệu 4, sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ. Rồi tiếp theo nữa là qua mã số 8 ạ. Mã số 8 là dòng máy Vivo. Đây là Vivo Y15 nha anh chị, màu này là màu màu đỏ đô nha, màu đỏ đô. À không, con này là Vivo Y12 nha mọi người ơi, Vivo Y12 nha. Đó, 1904 hay còn gọi là Vivo Y12 này, RAM 3 bộ nhớ 64 GB nha. RAM 3 bộ nhớ 64 GB. Đó, màn hình cũng nói 6.3 inch, con này giá bán cho anh chị là 1 triệu 4 nha.
Vivo i12 bên em thanh lý cho anh chị với giá 1 triệu tư, RAM 3 bộ nhớ là 64 GB á. Đó 1 triệu tư, cái dòng này pin rất là trâu nha anh chị, pin rất là trâu luôn nè. Đó mã số 8 là 1 triệu tư ạ. Rồi tiếp đến là mã số 9. Mã số 9 là dòng máy Oppo F11 nha. Oppo F11 nha anh chị, con này RAM 6 bộ nhớ 64 GB, màu này là màu xanh đen cho mình ha, màu xanh đen. Hàng công ty chính hãng nha anh chị, Oppo F11 RAM 6 bộ nhớ 64 GB. Con này pin của nó là 4000 mAh, chip chip là chip Helio B70 nha anh chị. B70 ha, con này giá bán là 1 triệu rưỡi á. 1 triệu rưỡi cho anh chị nha. Oppo F11 giá 1 triệu rưỡi, màu này là màu xanh đen nha anh chị, mã số 9 là 1 triệu rưỡi nè. Rồi tiếp theo qua mã số 10. Mã số 10 là Oppo A16K nha, Oppo A16K. Màu xanh dương nha anh chị, con này RAM 3 bộ nhớ 32 GB nè. Màn hình con này 6.5 inch và con này pin của nó là 4020 mAh nha. Giá cho mình là 1 triệu tư 50 ngàn nè. Oppo A16K 1 triệu tư 50 nha anh chị. Đó có sạc, có lưng và dáng cân lực đầy đủ ạ. Rồi tiếp nữa là mã số 11. Mã số 11 là dòng máy Redmi 9. Redmi 9 là con này màu xanh lá nha mọi người, màu xanh lá nha, màn hình lớn 6.5 inch. Màn hình lớn 6.5 inch và con này pin của nó là trâu khỏe nha, pin 5000 mAh có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị. Con này em đang thanh lý cho anh chị với giá là 1 triệu 6 này, Redmi 9 1 triệu 6, mã số 11 nha anh chị. Đó, anh chị nào muốn mua, muốn xem máy kỹ hơn thì mình có thể vào vào các bạn vào Zalo cho em nha. Em sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết cho anh chị xem nha, tại vì hôm nay trên này là nhiều máy quá cho nên em sẽ giới thiệu tổng quan cho anh chị thôi, không có giới thiệu chi tiết được. Mình muốn xem chi tiết nhiều hơn thì mình cứ nhắn tin vào Zalo cho em nha. Rồi tiếp tục qua mã số 12 này. Mã số 12 là Oppo A57. Oppo A57 con này là màu đen ạ, màu đen nha anh chị, vân tay tích hợp thuốc nguồn cho mình này. Đây tên thiết bị nha anh chị, tên thiết bị là Oppo A57. RAM là RAM 4, bộ nhớ là 128 GB nha. Con này là nó chạy chip Helio là G35 nha anh chị, phiên bản Android 14 chấm, 14 chấm là phiên bản Android mới nha. Con này đời 2022, cuối năm 2022 nha mọi người. Con này giá bán cho anh chị là 2 triệu tư, Oppo A57 giá 2 triệu tư màu đen ha. Đó hai cam lớn và một đèn flash nha anh chị, mã số 12. Mã số 12 là Oppo A57, 2 triệu tư ạ, 2 triệu tư. Rồi tiếp đến là mã số 13 nè. Mã số 13 là một con dòng máy Poco nha anh chị. Đây là Poco X3 nha. Poco X3 NFC nha anh chị, màu đen ha. Cầm cái máy này rất là nặng nha anh chị, chắc tay á. Màn hình con này là màn hình LCD 6.67 inch nè. Màn hình 6.67 inch nha anh chị, RAM là RAM 6 bộ nhớ 128 GB ha, Poco X3 NFC. RAM 6 cộng 2 bộ nhớ là 128 GB, con này chạy chip Snapdragon là 732 nha anh chị, 732. Con này giá bán cho anh chị mình là 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6 cho dòng máy Poco X3 NFC nha anh chị, mã số 13 là giá 2 triệu 6, full chức năng tất cả, hỗ trợ sạc nhanh nha, vân tay tích hợp nút nguồn cho mình, 2 triệu 6 ạ. Rồi tiếp đến là dòng máy Realme này là Realme 7i ạ. Realme 7i nha anh chị. Nó có màu này là màu xanh nhạt nha, màu xanh nhạt rất là đẹp luôn. Đó hình thức của nó trên 95% đẹp len keng nha anh chị, giống như là máy line new luôn á. Rồi con này là cấu là RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Realme 7i nha, RAM 8 bộ nhớ 128 GB, chip Snapdragon là 662. Con này mình có thể mua về xài chơi game thoải mái nha mọi người. Con này giá bán cho anh chị là 2 triệu 2 đi ha, Realme 7i màu xanh nhạt, giá bán 2 triệu 2, mã số 14 là 2 triệu 2 này. Rồi tiếp theo là mã số 15 ạ, mã số 15 là Realme 6i này. Realme 6i màu này là màu xanh lính nha anh chị, màu xanh lính, màu xanh quân đội ha, rất là đẹp luôn. Màn hình con này là 6.5 inch. RAM 4 nha anh chị, con này bản RAM 4 bộ nhớ là 128 GB. Đó Realme 6i, RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Pin của nó là 5000 mAh, con này chạy chip Helio là G80 nha anh chị, G80. Giá bán cho anh chị mình là 1 triệu 8 ạ. Realme 6i, bên em thanh lý cho anh chị với giá 1 triệu 8, nhưng mã số 15 là 1 triệu 8. 4 camera và một đèn flash nha anh chị, vân tay đầy đủ cho mình luôn, giá 1 triệu 8 này. Rồi tiếp tục mã số 16. Mã số 16 là dòng máy Redmi 10 này. Redmi 10 nha anh chị, Redmi 10 màu trắng ha, màu trắng tinh luôn nha anh chị. Hôm nay màn hình của nó là 6.5 inch á. Màn hình nốt ruồi nha anh chị, 6.5 inch. RAM là RAM 4, bộ nhớ là 128 GB nha. Pin con này lên đến 5000 mAh, con này sở hữu chip Helio là G88 nha anh chị, G88. Đó giá bán cho dòng máy Redmi 10 là 2 triệu 1 này.
Redmi 10 nha anh chị, Redmi 10 màu trắng này, mã số 16 là 2 triệu mốt cho anh chị. Vân tay tích hợp đúc nguồn cho mình, pin thì trâu khỏe 5000 mAh nha. Hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị, máy tầm khoảng 95 95 97% ha. Có lô kép luôn nha anh chị, con này hỗ trợ lô kép cho mình luôn, giá bán là 2 triệu mốt nè. Rồi tiếp tục qua mã số 17. Mã số 17 là một con dòng máy Oppo A95 ha, màu này là màu trắng bạc nha anh chị, trắng nó hơi bạc bạc kem kem á. Đó, hình thức con này tầm khoảng 98% nha, màn hình Super AMOLED 6.43 inch. Vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị, RAM 8 128 GB. Đây chip Snapdragon 662 nha. Phiên bản Android con này là 13 chấm này. Máy zin toàn bộ nha anh chị, con này giá bán cho anh chị là 2 triệu 9 á. 2 triệu 9 nha, tặng bộ sạc ốp lưng và dán cân lực đầy đủ cho anh chị, con này hỗ trợ sạc 33W nha mọi người. 33W luôn ha. Rồi mã số 17 là dòng máy Oppo A95 nha, giá 2 triệu 9. Rồi tiếp đến là mã số 18 ạ. Mã số 18 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A92, màu này là màu màu xanh tím nha anh chị, nó có 3 màu, có 3 màu luôn á. Màu bạc, xanh tím nha. Ở dưới bạc, chính giữa là màu xanh, ở trên màu tím nha anh chị. Đó, đa sắc luôn nha. Màn hình con này là màn hình LCD 6.5 inch này. Đó, RAM thì RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Pin của nó 5000 mAh, con này có hỗ trợ sạc nhanh luôn, hỗ trợ lô kép cho mình luôn ha. Con này giá bán cho anh chị là 2 triệu 3 á. Oppo A92 nha anh chị, Oppo A92 là 2 triệu 3. Đó, bên em bán là có sạc, có ốp lưng và dán cân lực đầy đủ cho anh chị. Đó, khách mua hàng bên em là được kiểm tra hàng, test máy thoải mái, rất thanh toán nha anh chị. Rồi qua mã số 19 ạ. Mã số 19 là em còn hai con dòng máy Samsung A12 nha. Samsung A12 nha anh chị, một con màu đen và một con màu màu xanh, xanh này là xanh lá. Đó, hai con đều đẹp keng luôn ha. Hình thức tầm khoảng trên 95%, rất là đẹp luôn nha anh chị. RAM là RAM 6 nha, hai con này đều RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Đó, Galaxy A12 nha. Phiên bản Android của nó là 11 chấm, RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Pin thì 5000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh cho mọi người luôn. Giá bán mỗi con là 2 triệu mốt nha anh chị, 2 triệu mốt nha. Samsung A11, 2 triệu mốt nha anh chị, con này em mới khởi động lên á, mới tắt nguồn khởi động lên nha. Giá bán mỗi con là 2 triệu mốt, sạc ốp lưng và dán cân lực đầy đủ. 4 camera và một đèn flash, vân tay tích hợp đúc nguồn cho mình ha, màu đen và màu xanh. Anh chị thích màu nào thì mình lấy màu đó cho em ha. Mã số 19 là 2 triệu mốt. Rồi tiếp tục mã số 20 nha anh chị. Mã số 20 là dòng máy Realme nha, đây là Realme 7. Realme 7 là con này là màu đen xám nha anh chị, màu đen xám, RAM là RAM 8 nha. Con này bản RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Dòng pin con này trâu nha anh chị, pin của nó tới 5000 mAh. Đó, vân tay tích hợp đúc nguồn cho mình nè. Vân tay nút hộ tích hợp nút nguồn cho mình Realme 7 nha anh chị. Con này chạy chip là G95 ha, RAM 8 bộ nhớ 128 GB, phiên bản Android 12 chấm nha. Con này giá thanh lý cho anh chị là 2 triệu 3 nha anh chị. Realme 7. Realme 7 bên em bán cho anh chị với giá là 2 triệu 3 nha. Đó, có sạc ốp lưng và dán cân lực đầy đủ, màu này là màu đen xám nha anh chị. Mã số 20 nha, mã số 20 là 2 triệu 3. Rồi qua mã 21 ạ. Mã 21 là dòng máy Realme 6 nha, Realme 6 là RAM 4. RAM 4 bộ nhớ 128 GB, màu xanh bạc. Con này màn hình của nó 6.5 inch luôn, cũng là kiểu dáng màn hình nốt ruồi nha anh chị. RAM là RAM 4 bộ nhớ 128 GB, con này chạy chip là G90T nha, G90T. Đó, pin 4.000 mAh, con này giá bán cho anh chị là 1 triệu 9 nha. Realme này là Realme 6 nha anh chị, Realme 6 là giá 1 triệu 9 nè. Mã số 21 1 triệu 9. Rồi tiếp tục qua mã số 22. Mã số 22 là dòng máy Samsung A03s. Em còn một con duy nhất bản màu này, màu xanh dương nha anh chị, Samsung A03s. RAM 4 bộ nhớ là 64 GB. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64 GB và con này pin của nó là 5000 mAh nha, Galaxy A03s này. Pin 5000 mAh, nó hỗ trợ sạc nhanh cho mình luôn. Con này giá bán cho anh chị là 1 triệu 6 đây nha anh chị ơi. Galaxy A03s nha, còn một con duy nhất em xả thanh lý cho anh chị với giá 1 triệu 6, mã số 22 ha. Full chức năng tất cả, vân tay tích hợp nút nguồn cho mình nha anh chị. Giá bán là 1 triệu 6 này. Rồi tiếp đến nữa là mã số 23. Mã 23 là dòng máy Oppo A15s nha, màu này là màu đen. 3 camera và một đèn flash, có vân tay đầy đủ nha. Oppo A15s, bản RAM 4 bộ nhớ là 64 GB. Con này pin của nó là 4.300 nha anh chị, pin 4.300, giá bán là 1 triệu 6 á. Đó. Oppo A15s là giá 1 triệu 6 cho mọi người nha, màu đen, con này hình thức tầm khoảng 95%. Mã số 23 là 1 triệu 6 ạ. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy mã số 24.
Mã 24 là dòng máy Realme C17. Realme C17 nha anh chị, con này hình thức cũng còn đẹp nha. RAM là RAM 6, bộ nhớ 128 GB. Màn hình LCD nha, con này màn hình LCD 6.5 inch. Pin khỏe nha, pin 5000 mAh. Realme C17 giá bán là 2 triệu chẵn nha anh chị, 2 triệu chẵn ạ. Đó, bên em là bán là có tặng phụ kiện đi kèm, làm con có sạc, ốp lưng và dáng cân lực đầy đủ cho anh chị nha. Mua hàng bên nhà em là mình được kiểm tra hàng, test máy thoải mái, rất thanh toán nha anh chị. Rồi mã số 24 đó là giá là 2 triệu chẵn á. Realme C17 là 2 triệu chẵn nha anh chị, em quên báo giá chứ. Realme C17 mã 24 là 2 triệu chẵn nha. Rồi tiếp tục qua mã 25 này. Con này là Oppo A58 nha anh chị. Và bây giờ đang bắt Oppo A58 là mã số 25 nha. Đó, RAM 8 bộ nhớ 128 GB nha anh chị, RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Màu đen nha chị, màu đen, hai camera bự này. Đó, vân tay tích hợp đúc nguồn cho mình nha, màu đen. Con này tầm khoảng 95% máy zin ken toàn bộ nha. Đó. Màn hình của nó là màn hình 6 chấm khoảng 6.6 inch nha anh chị. Màn hình 6.6 inch á. Con này đời 2023 nha, đời 2023. Oppo A58 này, con này màn hình 6.72 inch chứ, 6.72 inch nha anh chị, màn hình rất là lớn luôn nè. Phiên bản Android là 14 chấm nha, RAM 8 128 GB, con này chạy chip là Helio là G85 nha anh chị. Chip Helio G85 nha, con đời mới. Con này giá bán cho anh chị là 3 triệu 6 nha anh chị. 3 triệu 6 là dòng máy Oppo A58 nha, hai camera lớn, trong hai camera trong cam lớn có cả hai cam nhỏ nha. Trong cam lớn có hai cam nhỏ nha anh chị. Đó, Oppo A58 thì giá bán cho anh chị là 3 triệu 6 á, full chức năng tất cả, zin toàn bộ ha. 3 triệu 6 cho mình là Oppo A58 này. Rồi tiếp theo qua mã số 26. Mã 26 là dòng máy Realme 5. Realme 5 là màu này là màu xanh dương nha chị, màu xanh dương. Giá chỉ có 1 triệu 4 thôi nha. RAM 3 bộ nhớ 64 GB. Đó, thích hợp cho anh chị mua về xài làm máy phụ máy chính cũng ngon nha. Con này chơi game cũng được nè. Đó, Liên Quân Free Fire ok nha. Chip là chip Snapdragon là 665 nha anh chị, 665. RAM 3 bộ nhớ 64 GB, màn hình lớn, pin trâu khỏe 5000 mAh. Con này giá bán 1 triệu 4 thôi ạ. Realme 5 nha anh chị, Realme 5 giá 1 triệu 4, mã số 26 là 1 triệu 4 này. Rồi tiếp tục qua mã 27. Mã 27 là một con dòng máy pin trâu bò luôn nha anh chị, pin trâu bò luôn ha. Đó, đây là Realme C12, con này hôm nay em xả thanh lý cho anh chị ha, còn 3 3 4 con. Còn 4 con nha anh chị, Realme C12 này. Bản RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha. Đó, mua về cho mấy bác lớn tuổi xài mà thích pin trâu màn hình lớn thì mua cái máy dòng máy này về xài đi nha. Đó, pin tới 6000 mAh, xài 2 3 ngày không hết pin luôn nha anh chị. Đó, Realme C12 nè. Rồi con nào cài báo thức? Con nghe cài báo thức hả? Ai cài báo thức vậy? Rồi Realme C12 nha anh chị, pin 6000 mAh, con này giá bán cho anh chị là 1 triệu 4 nha, 1 triệu 4 do dòng máy Realme C12, pin cực kỳ trâu khỏe luôn. Đó, full chức năng tất cả, xài hai SIM nha anh chị, ba camera và một đèn flash. Đó, mã số 27 là 1 triệu 4 nha, mã số 27 là 1 triệu 4. Rồi tiếp theo qua mã số 28. Mã 28 là một con dòng máy Oppo nha, đây là Oppo Reno 5K. Oppo Reno 5K 5G nha anh chị, màu này là màu đen bạc nha, màu đen bạc nha anh chị, đen xám chứ, màu đen xám nha anh chị. Đó, máy zin toàn bộ, con này là màn hình Super AMOLED nha anh chị. Màn hình Super AMOLED 6.43 inch nha. Con này là bản sách tay nha anh chị. Bản sách tay về nha, nhưng mà hàng chính hãng của nước ngoài nha anh chị. Đó, Oppo Reno 5K 5G, RAM 12 nha. RAM 12 bộ nhớ là 256 GB, con này phiên bản Android là 13 chấm này. Nó sở hữu chip Snapdragon là 750G nha anh chị, 750G ha, vân tay tích hợp đúc nguồn cho mình. Đó, mua về xài chơi game rất là mượt luôn ha, mức mượt mượt nha anh chị, con này giá bán cho mình là 4 triệu chẵn á. Oppo Reno 5K 5G nha, mã 28. Đó, mã 28 nha anh chị, giá bán cho anh chị là 4 triệu chẵn nè. Rồi tiếp tục là một con dòng máy mã số 29. Mã số 29 là dòng máy Xiaomi nha anh chị. Đây là Xiaomi A2 nha, màu hồng nhạt nha anh chị, màu hồng nhạt. Đó, màn hình con này là 6.3 inch nha, khoảng 6.3 inch, mấy cái dòng này mua về xài chơi game được ok nha anh chị. Cấu hình của nó là RAM RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha, chip Snapdragon là 660. Đó, Mi A2 nha anh chị, Mi A2 con này giá bán cho anh chị là 1 triệu rưỡi á. Đó, sạc ốp lưng và dáng cân lực đầy đủ cho anh chị ha, mã số 29 là 1 triệu rưỡi. Rồi tiếp tục qua mã số 30 ạ. Mã số 30 là dòng máy Realme 5 Pro, màu này là màu xanh tím nha anh chị, màu xanh tím. Màn hình con này 6.2 inch nha, màn hình 6.2 inch. Đó, cấu hình của nó là RAM 4 nha anh chị, RAM 4 bộ nhớ là 128 GB. RAM 4 bộ nhớ 128 GB.
Pin thì 4.000 mAh. Con này nó có hỗ trợ sạc nhanh cho mọi người luôn. Chip Snapdragon là 712 ha. Giá thanh lý cho anh chị là 1 triệu 6 nha. Mã số 20 là 1 triệu 6 nè. Rồi một mã cuối cùng nha anh chị. Một mã cuối cùng là mã 31 nè. Đây là Realme C25i nè. Realme C25i màu này là màu xanh nhạt nha anh chị. Mã số 31 là màu xanh nhạt nha. 3 camera và một đèn flash có vân tay đầy đủ. Realme C25i. RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Và con này dòng pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Pin 5000 mAh, màn hình lớn 6.5 inch. Con này giá bán cho anh chị là 1.650.000 ha. Còn cuối live em thanh lý giá rất là rẻ nha anh chị, chỉ có 1.650.000 thôi. Đó bản RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha. Đó mua hàng thì mình liên hệ trực tiếp cho em đã chốt. À, rồi thì hôm nay cũng nhiều máy cho nên là em giới thiệu cũng hơi tổng quan nha anh chị. Thì nếu mà mình muốn biết chi tiết từng 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 máy ấy, thì anh chị có thể kết bạn vào giúp Lào cho em nha. Em sẽ gửi cái video test máy từng con cho anh chị xem luôn. Đó quan tâm mã nào thì em sẽ gửi video cho anh chị xem mã đó ha. Rồi Ngọc Xuân xin dừng video ở đây nha anh chị. Cảm ơn tất cả anh chị cô chú đã quan tâm và theo dõi ha. Rồi hẹn gặp lại video tiếp theo nha anh chị. Rồi bye bye ạ.